안녕하세요. 또 깎을 말라는 볼게노. 고마운 말라는 구태 홉메시 모라이더라. 오늘 말라는 볼 목립 마이냐 구제 마이 바꿔 들어야 돼. 고백 말라는 볼이야 하. 그럼 이제 또 빡 나오 비디오 thôi. 오. 여이 이야 ơi. 아야. Sao? Tôi ra đây nè. Cái vụ này ghê á. Ơi sao tôi lên được giờ? Ông xuống đây ông lắp cái đường nữa coi. Nhà ông phá mà bây giờ không có lên được luôn rồi nè. Đây. Mấy cái cục này á nha. Từ từ bà nội. Lên. Tôi đang phải chỉnh nhà lại hôm bữa cho anh mà nè. Thấy chưa? Tại ông hết á, bây giờ tôi quật bội ông lắm rồi đó nha chưa. Tôi xây lại cái nóc nhà nè. Đầu ông luôn. Quật bội để coi 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 còn chỗ nào hư nữa không? Ừ một cái vậy, tôi giết ông chết luôn. Làm gì có chỗ hư. Làm gì mà không có được, bữa ông cho tôi. Là tôi đi ra sao nó cứ bị dướng mà vậy ta. Ok. Đi ra, tôi không đi ra được. Sao dám được. Có chịu quá. Ôi ơi, phòng này có bị hư gì nè, thôi là biến kiểm tra quá. Mà hư một cái là tôi giết ông ấy nha. Sao có tiền gì. Quay kiếm con gà đi chơi, chán quá. Dạo này không có gì vui á, đi. Đi. Đi môn bài cùng cánh chim về nè phương chị xa nè chống chống xe nè hi ha mèo mai hồng mình đang yêu gầy đồ ra ơi giùm mì. Ok đi qua nhà thôi la 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 ba ước muôn mà tôi thân mau lên tô gà sao gặp này nữa vậy. Ủa gì dữ vậy. Ủa sao mấy người ơi cái gì qua nhà tên kỳ vậy. Ủa cái gì mà mấy người có qua nhà tôi rồi còn nói chuyện gì. Cái này là nhà của tôi với tô gà. Nhà của tô gà chúng ta cũng mày nha Doraemon. Mày đi về nhà mày đi, tao đang tìm tô gà mà sao mày cứ bên đây hoài vậy thì tao tao chơi với tô gà. Bây giờ tô gà đang gọi là đang ngồi thiền không có biết cái gì hết, đang tập trung thiền. Sao vậy vậy sao tô gà ở đây nó đang học cái giáo phái gì ghê thiệt. Cái gì đừng có đạp. Nó cứ ngồi nó thiền cứ không bây giờ kêu máy nó không nghe. Tô gà ơi. Tô gà. Ủa không nói chuyện nó không nghe luôn hả? Ơi thôi mày mà đừng có quấy phá nó một hồi là nó tức lên là nó làm mọi người bay lên trời đó, ghê lắm. Giờ Ngân thử đập đi, Ngân thử đập cái là nó tức á Ngân. Giùm mày đập. Ôi thấy chưa? Nó tức rồi, nó thiền mà, ta bảo nó thiền mà, trời ơi. Đây là bộ bói của mày nữa đúng không, Doraemon? Mày có vụ của cao đúng không, Doraemon? Nè Doraemon. Có gì ra ăn bánh. Ăn bánh gì vậy, ngon không vậy, cho ta ăn thử. Bánh quy nè. Đúng không? Sao mày không ăn bánh gán, tao nhớ mày thích ăn bánh gán mà sao hôm nay mày ăn bánh quy chảm đi nè. Không ai cho bánh gán, buồn ấy, dễ sợ luôn. Ôi, hôm nay á, tao định á ta hỏi mày có bộ bối nào đặc biệt không cho tao mượn đi. Mượn trơn xíu rồi chứ chán quá à. Không có gì chơi hết trơn á. Hôm nay tao có một cái bảo bối rất là hay. Nó giúp tao thay đổi hình dạng nhìn nó kỳ cục hơn. Nhìn nha. Thay đổi hình dạng là sao? Nè, giờ tao uống nước này vô nè. Sống quá à, sống quá chả đu em ơn lại. Sống quá đu mọi người. Chạy ủa? Đúng không? Bình thường cho tao đây. Nhưng mà thằng này ốm hơn đúng không? Để ý thằng này ốm hơn. Không, nhìn con mắt của nó như thức đêm hay gì. Cái gì ơi, trở lại bình thường nè. Trời ơi, mày còn bỏ bói gì cho tao coi với cái ơi cái gì vậy? Thôi, tao rút kinh nghiệm lần trước rồi. Tụi mày trốn tao làm tao sợ quá trời quá đất. Bây giờ tụi mày về nhà đi. Không chơi với tụi mày nữa. Tao chơi xíu đi thôi mau anh, bữa chơi vui giỡn vui xíu mà. Thôi, đi về nhà đi. Cái hình này mày xấu quá. Đi về nhà, tao tức là cái mặt tao như này đó. Đừng có làm tao tức nha. Thôi, chơi anh em với nhau, chơi xíu thôi. Chơi xíu với nhau thôi mà cũng toán với anh em. Kệ thì ai thèm chơi với bạn nữa, tôi ngủ ở đây luôn bây giờ, tin không? Tao tức là tao đổi hình dạng đó. Tức đây, tức đây. Đi về nhà đi. Kỳ quá thì tao không hề chơi với mày. Thôi, bỏ xì đó đi giùm mày ơi. Mày kêu tao cứu mày thì tao không cứu. Tao sẽ kêu người ta thả 1000 con chuột vô nhà mày luôn. Ôi gì sợ vậy? Mày lột đồ rồi mà đại. Ở về thiệt hả? Đương nhiên rồi, tao không hề chơi mày nữa. Rồi Doraemon mập để hứa quát con mèo mái hư hỏng con mèo mái chuột cống. Đừng về mà. Hả? Bay màu luôn rồi. Đừng về mà. Bay màu rồi kìa. Thôi gì? Tạm biệt nha. Rồi, kêu mình chán chứ. Nó đối xử với tụi mình như thế này thì bây giờ ơi, Jimmy ơi.
tôi mới để ý, bây giờ mình tôi mới để ý là chúng ta sở hữu một cái bảo bối rất là giống của Doraemon. Bà có nhớ cái đường hầm biến nhỏ của Doraemon không? Đó, ý là cái đèn bi đó hả? Cái đường hầm mà biến nhỏ á, mình đi vô cái mình biến nhỏ người mình lại á. Biết sao không? Thì mình có một cái món đồ mình rất là giống cái món đó luôn. Ồ, tôi hiểu rồi, ý ông là qua bển cho nó đúng nè, rồi. Đúng rồi, đây mình có mấy cái đồ biến nhỏ nè, để tôi đưa cho bà. Đó, đây chính là bốn cái món đồ biến nhỏ giống như y chang cái hôm bữa đột nhập nhà đó, tụi mình sẽ biến nhỏ hiểu không? Mà một cái màu đen biến lại bình thường nè. Đây một cái biến khủng lồ nữa. Đừng cùng màu đen vô, đừng cùng màu đen vô. Cứ mắt công á. Ừ. Đây là biến khổng lồ là bà chỉ đề phòng phút cuối thôi nha. Được rồi, đi, biến bự lên đi. Đi, bây giờ mình sẽ đột nhập nhá. Nó đang là cái nó kìa, từ từ nó kìa, coi chừng nha. Đúng rồi, bây giờ mình phải từ từ thôi nha Hi Ha, chứ ông mà làm gấp gáp là nó biết là chết hai đứa mình luôn. Đúng rồi. Chắc chắn hai đứa kia sẽ quay lại chỗ mình mà. Mình sẽ đề phòng, mình sẽ lắp lại những cái bẫy bảo bối của mình. Không cho đi vô được đường này đâu. Nó lắp bẫy rồi. Nó lắp gì vậy? Jimmy, bà đi đây có chừng lộ mà Jimmy. Đây là những lá cây biết bị nổ. Nhìn nó rất là giống lá cây bình thường, nhưng đứng vô nó sẽ nổ cái bùm. Thách tụi mày vô được đó. Ghê vậy. Wow, vậy thôi mình không được đi đường đó. Đổi hướng đi nha ơi. Đổi hướng đi đâu bây giờ? Đi hướng khác qua nhà nó. Nhà nó hay. Ê, coi chừng nó thấy, coi chừng nó thấy đó. Ok nè, tôi sau lưng nè. Đi. Biến nhỏ lại. Đi. Đừng bị nổ nha. Doraemon. Ủa? Mình nghe tiếng ai kêu vậy? Doraemon con chuột. Ai kêu mình vậy trời? Ấy, con bò mày kêu tao á, con bò. Con bò ngu ngốc. Ơ, cho tôi cái cây. Mình sẽ lắp lại. Cái cây gì? Ủa sao mình cứ nghe tiếng gì vậy? Hả, cho cái cây hả? Đây. Tiếng gì vậy ta? Tiếng thì thầm to nhỏ ở đâu vậy ta? Thiệt là bực bội mà. Mình biến thành 16 đi rồi, đi vô chứ mày ơi. Bạn ơi, tập người thì biến tô gà. Biến nhỏ. Biến nhỏ 1.16. Ủa đi chậm quá à. Nhà đâu rồi? Tôi đây nè, bà đâu rồi? Đâu? Tôi đang đây mà bà chạy đâu rồi? Tôi đang ở cầm quành lại nóc của tô gà nè. Trời ơi. Đây nè, bà chạy đâu rồi? Bè, đi. Hướng này hả? Ừ, đi bằng cái hướng này đi vô. Trời, cái cục của tôi mở lâu quá à. Ây da, sao nó bị dướng gì trên đây vậy? À, bị dướng cái này nó không cho mình đi lên á. Thôi chừng nào tôi mới mở được đi ha. Từ được thôi. Ý giá được nè. Ok. Biến hình 1.16. Ý, vô mi. Chưa. Không nhảy lên đó được. Đâu ra đây tôi giúp cho. Này mình sẽ lên trên. Ủa gì vậy? Lên. Cái nhà mình bị gì vậy ta? Không lên được, bực bội gì. Ê, nó kìa, từ từ. Bắt cua nhỏ này. Biến ai 1/16 đi. Tôi ăn 1/16. Nó rồi. Nó lên lầu rồi. Lên lầu rồi. Ú, mình lỡ đục nguyên cái đường cầu thang của nó luôn rồi, Jimmy ơi. Nó đang trên lầu rồi, Mình sẽ thử dùng cái trong chống tre đề mới nhất của mình. Ui, cái đường này nó bị gì rồi, làm sao đi lên đây? Mình đi xuống nè. Ê, Jimmy vô. Ủa, kêu gì kêu vậy? Vô, đi lên. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên lầu đó. Đi. Ui dồi. Rồi ông đang đặt á hả? Ê, được rồi nè. Ông lên đi. Đúng rồi. Nhảy lên. Ê, không nhảy được. Không được, mình không thể nào lên được trên đó hết. Chỉ có bằng có cách nào không ta? Không đặt được. Nhảy qua đây nè. Nhảy qua đây. Đâu nhảy qua đâu? Ồ. Ở đâu? Cha nội đâu rồi? Thằng cha nội, ông nhỏ giờ ông kêu tôi đi tìm ông. Ông đứng trước mặt bà nè, sau lưng nè bà nội. Ủa, sau lưng đâu? Ngước mặt lên, trời ơi. Trời. Con nó hồi nào vậy? Lên đây. Để tôi đặt cho tôi lên luôn cho giỏi đi. Có đặt không được cho nội. Nè, bà nhảy qua đây nè. Trời, tôi đâu có biết bắt cua đâu, kêu tôi bắt cua trời ơi. 1, 2, 3, Jimmy, chỗ ta. Bụm, bỏ. Ra được rồi.
Bụng bọ ấy da chui, ôi chui. Lên nghe được ơi. Lên Wow, Huy Hà giỏi quá. Thôi Nhảy lên nữa. Ủa? Chưa. Có cục hả? Giờ sao lên? Giờ mà nhảy qua cục khác. Được, không được đâu. Nè, nhảy qua đây nè. Đây, ba ý. Ném lọt rồi đó nha. Lọt là giận không buồn á. Rồi nhảy qua đây. Nhảy đi. 2, 1 đi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Chết tôi không làm cái gì. Chết một. Vô chỗ khác. Ok. Rồi mày nhảy lên cục này lại đi. Nhảy lên cục cái bên phải rồi đi. Rồi bây giờ nhảy lên đây. Lên. Giận luôn á. Giận tím người luôn á. Ok. Lọt sâu như vậy. Ây da. Nó rồi, nhảy lên. Thì Hà ơi, ông hãy giúp tôi lên chỗ ông. Thì Hà tôi mệt quá, tôi bê cho tôi. Trời ơi, bà game muốn một bà bay đại luôn đi bà ơi, bà nhảy nữa. Lên. Ê. Bí ở đây, Bây giờ mình sẽ thử cái trong chống trang tiên tiến đời mới nhất của thế kỷ 22 để xem quay. Mình sẽ bay một vòng xem thử rồi mình sẽ quay lại. Hay, ok. Từ đi lại đánh nó cho nó bay lộn. Bay nào mọi người ơi. Ủa, sao đánh nó được vậy? Ôi. Coi chừng giùm mới ơi. Nó bay rồi kìa. Ôi xong xuống được, Ôi, giờ bay mất tiêu luôn rồi. Xong xuống được. Ôi, tôi muốn coi em nấu rồi nha. Xong xuống được. Ôi, nó chết rồi. Đó, bà xài giống chay mà té chết trong nó luôn đó. Ủa sao nó đùi gì mà nó ngu quá, không giống trong phim gì á. Trong phim người ta đi đáp nữa. Hay là mình đợi đi, mình lấy ăn cắp cây trong chè của nó xong mình xài. Xài được, con á. Đi. Hết điều này. Biến bự lên. Nó đâu rồi? Có về nữa. Nó chết rồi á. Nó chết rồi, giờ nó không biết nó đâu ta. Trời ơi, tự nhiên nãy tự nhiên mình bị. Ủa cái gì sao nhà mình vậy, tại mấy cục gì vậy? Ông đâu giỏi. Ê, đây tôi đang trong nhà nó nè, bà đâu rồi? Kêu tôi nhỏ ấy à. Bye bye lên. Bà nghe bố một bà bay lên đi. Trời ơi, ai đặt cái gì đây nhà mình nha trời. Kìa nó. Ôi, là thằng tù gà rồi. Chứ ai, thiệt là phá phách. Ê, bây giờ ủa cái gì? Bí nhỏ lại. Ủa? Mình mới thấy cái gì đây mà? Bí nhỏ lại hơn nữa. Ủa, mình thấy cái gì ở đây mà ta? Đâu thấy gì đâu. Bây giờ mình canh nó để trong chống tre mình ăn cắp đi. Ok, mình canh. Phải là mấy con chuột không ta? Không. Chết. Mình phải lấy thuốc xịt chuột thôi. Chào anh Tô Gà, chúng tôi tới đây để đưa đồ nè. Anh ra ngoài cổng lấy đi. Gì Tô Gà? Trời ơi, Tô Gà này thì chỉ đặt hàng mà lấy đi ngồi vậy. Thôi để tôi ra nhận giùm nha. Ủa, cửa đâu? Đây. Ồ. Bim đâu có ai đâu. Shipper rồi. Shipper rồi. Hồi nãy mình vừa nghe tiếng mà ta. Ôi đứng dưới đây chứ. Hay. Mình đang thử nghiệm cái châm chống tre vậy. Ủa, tiếng gì vậy? Im. Sao trong này lại có một cái lỗ gì ta? Doraemon. Dạ tiếng chuột nghe. Ủa, gì Tô Gà? Ui. Tô Gà chọc tôi đó không? Mày chọc tôi đó không? Ui. Ui, hình như trong này có chuột thì phải. Trời ơi, tiếng chuột. Đó chính là con chuột khổng lồ đây. Cái mặt nó kìa. Nó đâu rồi. Tội nó quá. Hi Ha ơi. Ủa, nó đập đồ tôi lưa luôn kìa chứ bây ơi. Hình như trong này có chuột cái Tô Gà ơi. Hình như dưới sàn nhà ta. Bây giờ người có vào cái trong chống tre người đang xử. Đúng rồi, người đang xài người hãy đưa trong chống tre cho bọn ta. Ta là chuột chúa, ta sẽ cắn vô cái đầu của ngươi. Cho cái đầu của ngươi có một lỗ của chuột. Mấy con chuột mày ở đâu? Mấy con chuột mày ở đâu ra đây mau? Bảo bối, mèo giúp. Mèo. Hãy đi tìm mấy con chuột cho ta, mấy con mèo. Mấy con mèo này ta muốn đi tìm con chuột cho ta. Đi tìm đi. Ok, hay lắm. Mấy con chuột. Mấy con chuột mèo của ngươi đã bị ta ăn thịt luôn rồi. Bây giờ ta sẽ chuẩn bị ăn thịt. Ngươi chính là con đô chơi mèo
nhiều mái xấu xí ha, đến từ thế kỷ 20. Ôi tôi ơi, nhanh dậy nhanh lên, tôi cứu cho tôi rồi. Hãy đưa cho ta cái nhúng tre, ta sẽ tha cho ngươi. Rồi, nếu mày không đưa thì mày sẽ chết. Muốn cho nhúng tre gì? Đây đây, trong chúng ta đây. Rồi, ngươi đi lên lầu, ngươi đi lên lầu để bọn ta đi lấy. Ngươi lên lầu mau, không thôi okay, ta sẽ cắn ngươi. Mình sẽ vô phòng mình đó. Thấy rồi, thấy rồi, về mình té thử mới được. Về về về. Ơi, cuối cùng thì hai đứa mình cũng lấy được cái trong giống tre của Doraemon rồi mọi người. Lấy được trong tre của Doraemon rồi nè anh em. Rồi sướng thì có anh. Yumi rồi. Ơi, tôi đang đeo trên đầu rồi nè. Wow. Yumi ơi, Yumi. Đã quá. Mà có kìa, em nằm lên đi. Ôi đây à. Gì vậy, gì vậy? Lọt. Bà có kìa, bà có trên đầu à kìa. Ủa, tôi có hả? À, à, ôi mọi người ơi. Ôi, mình được bay rồi. Ô, mọi người ơi, và video của Yumi đến đây cũng hết rồi. Yumi có trong giống tre. Và đợt sau tụi mình sẽ đi farm quen bằng trong giống tre nha. Còn bây giờ thì